Khoảng đầu tháng 9, câu chuyện kể về chú chó săn lông vàng. Khi biết tin sắp phải rời xa chủ nhân, thì nó đã ôm chặt chân con sen, ánh mắt cầu khẩn tha thiết đã gây sốt trên diễn đàn. Cụ thể, một cư dân mạng vì cuộc sống kinh tế khó khăn nên quyết định đến nơi khác để lập nghiệp. Tuy nhiên, việc mang chú chó theo để bôn ba tìm kế sinh nhai quả thật là một điều không dễ dàng gì. Ngày đem Boss đến nhà người thân, mọi người đã chứng kiến một khoảnh khắc vô cùng xúc động. Chú chó săn dường như biết đây có thể là lần cuối được gặp mặt anh chủ. Nó đã vội vàng ôm đùi sen, ánh mắt hằn lên sự khẩn cầu. Mặc kệ cho thanh niên nói gì, chú chó cũng không nghe. Nó chỉ biết ôm chân chàng trai với hy vọng sẽ được đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường. Tuy nhiên, câu chuyện này đã phân ra hai luồng ý kiến trái chiều. Có người đồng tình với hành động kia vì họ cho rằng chỉ người trong cuộc mới hiểu. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng phản đối hành vi này. Chủ thớt và Boss đã đồng cam cộng khổ bao năm tháng, vì vậy không thể viện lý do kinh tế để bỏ mặc người bạn thân của mình.